Con trai Chế Linh lên tiếng về thông tin hẹn hò Thúy Nga sau khi chia tay Thanh Thanh Hiền. Vừa qua, Thúy Nga và Chế Phong lại có dịp hội ngộ tại nhà riêng nữ danh hài. Lần này còn có sự tham gia của Lê Ân Vũ. Bộ ba vừa ăn vừa trò chuyện thoải mái. Đây không phải lần đầu tiên Thúy Nga mời những người bạn thân thiết đến nhà chơi. Cô còn tự nhiên xuất hiện với bộ dạng mặc đồ ở nhà, tóc quấn lô. Chế Phong nhìn thấy đàn em liền thốt lên hốt hoảng. Trời ơi, tôi phải cho khán giả thấy ngay bộ mặt của Thúy Nga. Quá đáng sợ, tóc quấn lô, mặt đắp trắng bệch. Tôi sợ hãi với Thúy Nga. Thúy Nga vội vàng thanh minh rằng mình chỉ đang dưỡng da trước khi gặp trai đẹp. Thời gian qua có nhiều chuyện xảy ra nên nữ danh hài bị stress, da dẻ cũng ảnh hưởng nhiều. Trong bữa ăn, Chế Phong còn hài hước cho biết nhiều người vẫn khuyên anh lấy Thúy Nga. Bên cạnh đó lại có tin đồn nữ danh hài sắp kết hôn với Lê Ân Vũ. Giờ đây con trai Chế Linh muốn ba mặt một lời để xem Thúy Nga sẽ chọn ai. Ngay đến đây Lê Ân Vũ vội vàng phủ nhận. Anh tuyên bố mình không có nhu cầu với đối phương vì đã hành hạ mình suốt 10 năm trời quen biết. Riêng Chế Phong, nam ca sĩ khẳng định mình và Thúy Nga chỉ là tình anh em. Con trai Chế Linh chia sẻ thêm, tôi không bao giờ quan tâm đến tin đồn. Cuộc sống của tôi trước giờ vẫn thế, ai muốn nói gì thì nói, tôi không bao giờ giải thích. Người ta có câu, giải thích thì lên phường. Ở Mỹ này, làm gì có phường mà lên để giải thích. Nhân dịp gặp Thúy Nga, Chế Phong cho biết cách đây không lâu, khi scandal nhà cửa của đàn em xảy ra, bố anh cũng lo lắng gọi hỏi thăm. Danh ca Chế Linh vẫn tưởng Thúy Nga thật sự bị cảnh sát trục xuất khỏi nhà như lời đồn. Trước đó, Thúy Nga và Chế Phong từng bị nghi ngờ có quan hệ trên mức bình thường. Có một lần xuất hiện cùng nhau trên clip YouTube, cả hai còn vô tư chọc quẹo, cho biết sẽ lấy nhau. Chính danh ca Chế Linh cũng đã gửi gắm con trai cho Thúy Nga, hứa sẽ tặng quà một thắp giảm nếu cả hai nên duyên vợ chồng. Chính vì thế mà nhiều khán giả tin rằng Chế Phong hẹn hò với Thúy Nga sau khi ly hôn Thanh Thanh Hiền.